Chào mừng các em đã đến với trang lời giải 2.com. Hôm nay cô sẽ dẫn các em trả lời câu hỏi luyện tập vận dụng 2 trang 62 sách giáo khoa tuần 6 cánh diều tập 1. Câu hỏi ở luyện tập vận dụng 2 có nội dung như sau. Viết số nguyên âm biểu thị độ cao của tàu ngầm so với mực nước biển. Biết tàu ngầm đang ở vị trí dưới mực nước biển là 20m. Vậy thì quan sát vào cái câu hỏi luyện tập vận dụng 2, chúng các bạn chú ý cho cô cụm từ là tàu ngầm đang ở vị trí dưới mực nước biển 20m. Vì nó ở dưới mực nước biển 20m, do đó chúng ta sẽ dùng dấu trừ đứng trước số 20m này để biểu thị độ cao của tàu ngầm so với mực nước biển. Vậy thì ta có này. Độ cao của tàu ngầm so với mực nước biển là dưới mực nước biển 20m, thì chúng ta sẽ dùng dấu âm 20m. Như vậy là cô đã vừa hướng dẫn các em trả lời xong câu hỏi luyện tập vận dụng 2 trang 62 sách giáo khoa tuần 6 cánh diều tập 1. Các em hãy truy cập vào trang lời giải 2.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em vào các video bài giảng tiếp theo.